Những ngày này, các làng nghề trên địa bàn huyện Yên Mỹ đang đẩy nhanh sản xuất, đảm bảo lượng hàng hóa phục vụ thị trường Tết Nguyên đán. Hoạt động sản xuất của làng nghề miến rong Lại Trạch, xã Yên Phú phụ thuộc nhiều vào thời tiết. Để đảm bảo nguồn hàng cung ứng vào dịp Tết, tranh thủ những ngày nắng đẹp, hơn 20 hộ sản xuất tại đây đang tập trung tối đa nhân lực, tăng sản lượng miến. Nếu trước đây, trung bình một ngày, mỗi hộ sản xuất được 1 đến 1,2 tấn miến thành phẩm, thì nay tăng lên 1,8 đến 2 tấn. Sản xuất từ tháng 9 cho đến hết tháng 12 để phục vụ Tết Nguyên đán. Tầm tháng 11 là mua đông nhất. Miến này nó về thực phẩm nên là nó cũng không bị ảnh hưởng nhiều lắm. Năm nay là cái giá bột nó cũng vừa phải nên là miến này người ta bà con làm cũng chạy hàng. Đây cũng là giai đoạn nước rút tại làng nghề mộc Thụy Lân, xã Thanh Long. Nếu nửa đầu năm 2020 hoạt động sản xuất gặp khó khăn do ảnh hưởng của dịch Covid-19 thì càng gần Tết Nguyên đán, lượng đơn đặt hàng càng tăng. Gần 2 tháng nay, các công nhân tại đây đều phải tăng ca từ 1,5 đến 2 tiếng mỗi ngày để kịp đơn hàng. Chúng tôi đẩy mạnh qua những kênh bán hàng online như Zalo, Facebook, có những đơn hàng đi được rất xa, các tỉnh từ Quảng Ninh rồi là thậm chí vào tận trong Sài Gòn. Những cái sản phẩm chính năm nay chủ yếu là ban thờ với cả giường. Đối với các làng nghề chế biến thực phẩm, phục vụ nhu cầu tiêu dùng như xay sát gạo, làm giò chả tại thị trấn Yên Mỹ, thời điểm này, các hộ sản xuất đã chuẩn bị nguồn nguyên liệu, tăng dần sản lượng, đảm bảo nguồn cung ứng sản phẩm trong dịp Tết Nguyên đán Tân Sửu. Năm 2020, do ảnh hưởng của dịch Covid-19, sản xuất kinh doanh gặp khó khăn hơn các năm trước, song người dân làng nghề vẫn nỗ lực, cố gắng duy trì sản xuất, đưa ra thị trường những sản phẩm mới, chất lượng, giá cả cạnh tranh, để Tết được đầy đủ, vui tươi.